cái ngày mình đi Thái về với chị đó, chị nhớ cái vụ mà cái quan tài, trong quan tài đó. Về một cái nha chị. Về một cái là coi như là em mua hai tờ vé số là có lọc luôn. Ghê thiệt ha. Qua chúng đó. Mình dễ sợ luôn. Qua chúng. Đúng số. Ăn ngủ. Đúng. Đinh đó chúng đặc biệt. Ăn ngủ thôi hả? Trời ơi, em nói thì cái chuyện mà em cầm vé số mà em làm vậy nè. Trời ơi, ê Dũng. Tại vì 4 tỷ luôn, tại là cái đó đúng như cái ước mơ của em luôn. Là nếu mà 4 tỷ là em 1 tỷ là em mua nhà. Người ta sửa nhà cho má, xây nhà lại nha. Mà Nguyễn Linh nó kêu em là xây nhà 1.5 tỷ đi. Tỷ đâu, tỷ tao tôi xây. Không, xây. Tỷ là đủ rồi. Tỷ là đủ rồi, tao mới con ở được rồi đúng không? Còn lại là mua chiếc xe khoảng 300, che nắng che mưa. Đi quay rồi đó chứ không có đi đá. Xe hơi, điện nó xe hơi, điện tao thiệt nghĩ xe ông ta. Xe hơi nha mọi người, 300-400 500 gì đó để che nắng che mưa đó, thì tính là trong đầu là vậy đó, mà cuối cùng là có 6 triệu thôi, hai tờ là 12 triệu. Lý ra là coi như là chúng là 50 triệu. Anh nói em chúng 50 triệu, hai tờ là 100 nhưng không phải, tại vì mình ủa an ủi nó có nhiều cái an ủi hả, có hai loại an ủi. Một cái dãy số vậy mà chị chúng liên tiếp thì mới trúng 50 triệu. Còn trong một cái dãy 6 chữ số đó mà chị chọc một con á là thì chỉ trúng được có 6 triệu thôi. 12 triệu là một tờ 6 triệu, hai tờ trừ thế ra là coi như 240 nè, mua 200 ngàn vé số thì là 400 mấy. Mua đồ cúng khoảng 500 mấy nữa gần 1 triệu, cho má 1 triệu, cho bà chị 200, ở qua 400 cho bà chị ở trong nhà đó mà bị Covid mà cùng cùng 2 triệu ra đi, em đi từ thiện phát mà con của bác rồi, thì giống như bữa nhà má tốt quá. Còn cái tiệc ngày hôm nay là rồi cái tiệc ngày hôm nay nữa, chết cha chắc hết tiền của Dũng rồi. Không lọc vậy là mình chia sẻ. Mà sáng anh gọi chia sẻ chị, cái chị nói trời ơi trúng số ăn mũi xui đó cha. Thiệt trời xui lắm á, chị này nói thiệt nha. Nhưng mà mình chia sẻ về làm cái xui. Ủa vậy chị em chia sẻ cho những người kia xui mà của em. Trời nghe ghê vậy. Không phải, có nghĩa là mình san sẻ vậy đó là chắc không có xui đâu. Là có nghĩa là mình thôi mình đừng có nghĩ tới điều đó. Bây giờ mình nghĩ là mình có tiền có lọc được rồi đúng không? Nói chung là một sự may mắn nha, vừa đi Thái Lan nằm ở trong quan tài ra là về trúng số liền. Quá trời tiền luôn nha quý vị nha. Hôm nay cái chầu này là của Minh Dũng đãi nè, mà của Minh Dũng đãi ở đâu đúng không? Trời ơi, ngay cái rau phít nữa, rau phít mình thích nữa cả nhà. Cajun cua. Cajun cua 267 lý tự trọng cajun cua. Đúng rồi. Trời ơi, cái món ruột của tôi nữa, đãi ngay món ruột của tôi nữa. Trời ơi, muốn xỉu luôn. Trời mưa cỡ nào tôi cũng đi nha. Mà hình như nghe nói là hôm nay là coi như mua 1 ký cajun cua được tặng 1 ký phải không? Không có, thứ hai đầu tuần thôi. Thứ hai đầu tuần thôi à. Trời ơi, tôi cũng bị sộ nữa cả nhà ơi, bà Thúy bây dụ tôi làm sao? Nhưng mà vấn đề là gì, mình giờ mình nói chị Thúy đi. Có nghĩa là mình thân quá mà. Thì bây giờ mình không ăn được cái đợt đó, thì bây giờ bù lại cho mình đợt này. Mọi người ơi, bây giờ bà Thúy ơi, bây giờ bà Thúy chủ quán đâu rồi? Nghe nói hôm nay bà Thúy bữa nay bà trong bệnh viện cay nó. Sao mà nói nghe ghê quá. Cây nó bị làm tiêu hóa hả? Đúng rồi, đó rồi. Hả? Đúng rồi. Mà hôm nay nó bị gì đường ruột luôn rồi. Cho nên nó nằm 3 ngày luôn rồi. Nhức chút được nữa. Trời ơi. Đó, hôm nay là không có bà chủ ở đây, nhưng mà bà chủ cajun cua ơi, nghe lắng nghe tụi tôi nói nha. Đáng lý là thứ hai đầu tuần bà mới mua 1 ký, tặng 1 ký trong cái tháng này đúng không? Nhưng mà thôi, tụi tôi tại vì bận rộn quá, đi học có đúng ngày thì thôi chị bù đi. Bù qua nha, coi như là bù qua sớt lại, coi như là trời ơi, tụi tôi ăn ủng hộ mà món này món ruột mà không lẽ bà không thương tụi tôi sao? Nhưng giờ em hỏi chị, em chúng có nhiêu đó tiền thôi, mà giờ đi mua 2 ký, em trả đúng 2 ký luôn là hết tiền của em. Bây giờ thì em thì mua 2 ký thì chị trả, em trả 1 ký là được không? Chắc được quá à. Thôi để trả lời luôn, được thôi cứ ăn đi rồi tính sao đó. Cho nên cho bữa tiệc hôm nay là bữa tiệc của Minh Dũng nha, cùng cả nhà Minh Dũng đãi chúng số ăn ủi, đãi mọi người ăn đó, chia sẻ cái lọc lá lọc rơi lọc tháng lọc năm lọc ngày lọc giờ lọc tháng gì đó của mọi người ở bên của Dũng cho mọi người vậy. Nay có tiếng Nga. Đúng rồi, tôi quên nữa, trời ơi quên, bữa nay có nghệ sĩ hài Thúy Nga nha, từ ở Madison về. Chị biết bao nhiêu lâu chị mới về chưa? 2 năm 9 tháng. Đúng rồi, 9 tháng 2 năm 9 tháng 3 ngày. Đúng chính xác luôn, sao chị nhớ hay vậy? Tại vì đọc Facebook. Ghê chưa? Rồi em để vô đi em. Rồi em để vô đi rồi chỉ vô cái này đi. Đó, sơ sơ nha, tráng sơ đầu tiên nha.
nói chung là mọi người hôm nay ăn thoải mái đi thì cứ đâu nãy giờ chị kêu thoải mái lắm chứ. Chị cứ ăn thoải mái đi, nói chung là mình ăn hết cái tiền này cũng được nữa, tại vì chị nói là trúng số bị xui mà. Ok, cứ ăn hết ha. Ăn đi, trời ơi, ăn ngon lắm mấy chị ơi. Bây giờ trước tiên là cái món món này là món nghêu hấp lá quế. Đúng rồi, hấp lá quế ngon lắm. Ngon lắm luôn mấy chị ơi, thật đơn nè. Đó mấy chị ơi, cho nên là tụi tôi là không phải mình tôi đâu, dân số đông là coi như là nghiền mấy cái món của Kazun lắm. Đó, nghêu hấp lá quế, còn cái món này là món xôi pate. Xôi cua pate. Vâng, xôi cua pate. Đó, nhìn đi, ăn liền thì nó giòn ngon lắm, ăn liền là nó giòn ngon lắm. Đó, ăn liền đi, nóng nè, ngon nè. Ăn đi mấy chị ơi, mấy anh ơi. Chờ Thúy Nga ra đi, rồi lát nữa quay tiếp nha cả nhà. Bây giờ Thúy Nga ra mình chưa cho bán cái nữa. Rồi. Đây nè. Đây, trời ơi, chị Nga. Ủa, ăn muốn hết luôn hả chị? Trời ơi. Trời ơi, cái gì mà 8-9 YouTuber luôn. Hello. Hello. Tôi chăm nó có chút ép gì nè mọi người. Tôi đi toilet thôi mà nó cũng đi theo nữa. Chứ mà nó không đi vô là nó khóc mọi người ơi. Hôm nay con chào quá. Chào lắm. Good hả? Hả? Về không mệt không? Có bị lắc chép gì đâu. Lắc chép là đánh bài á. Lắc lắc. Trời ơi, YouTube quá lắc. Con bà cũng giật mà thì mày cũng rảnh quá. Chúng ta giờ này bơm cái tay gầy dữ dữ. Bài lọc đó. Bài lọc hả? Bữa giờ bán được hơn, bình thường là bán 20 một cái mỡ, giờ bán được hơn 21 mỡ. Mới trúng số chị. Chị nghe. Trời ơi trời. Biết hôm nay cái tiền ngày hôm nay là lý do tại sao không? Em trúng đợt tắt đúng không? Không, an ủi thôi. An ủi là giải 6 triệu, 2 tờ 12 triệu. Ủa, tại sao nó không vô đồng đất? Nếu đồng đất được nhiêu? 4 tỷ. Vậy là hôm nay là trước 12 triệu, tối nay là đãi cái tiền này. Là cho chị đã chào đón chị về. Ủa, em sao có dụng? 2 năm, bao nhiêu ngày? 2 năm, 9 tháng, 3 ngày. Trời ơi, mình thấy chị nói hồi nãy nó không nhớ mà chị nhớ nè. Tại chị coi YouTube em hay là chị coi status em? Đúng rồi, chị đâu có nói láo gì đâu mà chị biết làm gì nha. Thì sao chị muốn ăn cỡ nào em cho chị cỡ đó. Mình cho ta ăn như ta ăn nhiêu chứ. Ok bây ta giờ. Ta tính ngại quá, ta tính là thôi để ví dụ nó tặng tóc mỡ được rồi. Chứ tự nhiên lấy bữa ăn kỳ kỳ lắm. Trời ơi. Thôi đánh lương rồi đi con. Đánh lương rồi. Em đãi với chị mình thường vui rồi đúng không? Trời ơi cười vậy con. Đó nó cười với chị đó. Cái người xã giao quá vậy cả. Đó. Đây mẹ con tiếng Nga mới ở Mỹ ở American về nha cả nhà. Rồi. À em à. Very good job, huh? Yeah.
bà Giang đã học thu sáng bây giờ nói từ cái chị luôn bà Giang mới đi làm nail bà biết chứ tao đâu có đi làm nail bà Giang chỉ đi qua bên Thái chị nói tiếng Anh nói tiếng Thái luôn không Thái không tôi nói nào bây giờ mà hiểu á chút nói sao chị chút nói sao nói chị vô nói nghe chút tiếng Thái là sao biết nội biết trời na tao cũng hiểu tao nói gì. Ôi mày tự nhiên đang nói bên đây cái chuyện hiểu mà tao giúp nhưng mà quan trọng người ta hiểu không? Hiểu. Hiểu hết á. Hiểu hả? Ờ, đi taxi là nói tao. Mà nói tầm mày bà mà trúng hết luôn hả? Trúng. Rồi tao là cái máy chỉ vậy chứ nghe không à. Cho nên ok ok rồi. Đó bởi vậy tao nói hả? Vậy là chị tôi đi cái nè em đi Nha Trang xong rồi về mình đi qua cái biệt thự chị em bơi nha. Ok. Còn em là 96, 90 cao 1m1 rồi được đi nha đi xuống dưới đi không được xuống dưới bơi đâu đi chứ là Giang bơi đi lâu lâu tụi mình mặc bikini hay tôi á tôi bơi được cái bà Giang thả xuống là nổi lên hết mày làm quá vậy đại này tôi gặp cho chị Linh đồ cơ kêu này nữa hả chị phải đâu nè nè phải là đưa thực đơn đi bà Thúy phải làm con phải làm bệnh viện rồi con đã đang bị rối loạn tiền đình nó con nít mà tiền rối loạn tiêu hóa nó mới mất ba tuổi mà rối loạn tiền đình nó loạn tiêu hóa tao thì chán chứ thằng con kỳ vậy con ăn gì nè bây giờ con ăn gì nó ăn chicken với french fry chicken hả chicken thì ăn chicken french fry cái này là gì cái con cánh gà mật ong phải không cánh gà mật ong á mẹ con nha cánh gà mật ong em con em ơi đây một cái cánh gà mật ong một cái phen phai chết rồi hồi nãy là tôi có nói với mọi người là đi ăn rô phít không mà đâu có nghĩ là kêu quá trời đâu hồi nãy là kêu cua hai con cua rồi nó chỉ chở giờ làm sao tiền không được đủ trả đâu 12 triệu mà Dũng chỗ này ăn chưa được 2 triệu nữa bắt đầu ra cái này lâu. Chủ nhà hàng biết cao nữa rồi biết cao 10% chứ cha sao quý làm khó vậy cao có 10% mà kêu rô phít thôi ai ngờ quá trời luôn thôi kệ thì cơ không biết đây lẩu cua cua đồng nha mọi người ngon lắm trời ơi mọi người ăn thử ê trời ơi mày quay mày nhúng cái điện thoại nó vô đi rồi biết thì đâu có cái gì đâu nói chung là hôm nay thì là sẵn dịp đi về Việt Nam thì lâu lắm rồi mới gặp nhau thấy không nhớ như chị tao lâu nay thì chờ gặp được là vui rồi mà hơn ghê về ngay cái lúc nữa nó trúng số nữa trời ơi đúng rồi chị đó nếu mà nó không trúng số là chắc chị mời đúng rồi thì đúng rồi em có lọc có chị thấy không em thấy nó bơm cái trái tay là em chụp hình em nói mày mới bơm trái tay phải không đúng rồi chị lỗ tay tài lọc nhưng mà chị thấy ok mà phải không? Ok, tôi bây giờ anh tính tiền nên là ok tính tiền, nữa. Tính tiền. Cái này kiểu cái không có tính tiền, cái bill này. Cái bill này nhiều lắm. Nhiều lắm á. Gọi gì? Tới chủ nhà rồi đó. Gọi liền cho bả đi. Gọi đi. Máy mang dây YouTube rồi. Dạ không có số. Để gọi, để khác gọi. Gọi đi. Tại sao không có cái cơ hội để thành Dũng nó không có cơ hội đánh mình vậy? Để từ từ nó còn chầu nữa cơ. Nếu mà chầu này nó không trả thì để chầu sau nó trả. Vậy thôi mình bắt nó đi Thái Lan nó đãi đi. Đúng rồi. Chờ chạy đãi Thái Lan nha. Đãi Thái Lan. Em trúng thưởng 14 triệu phải không? 12 triệu. 12 triệu mà đâu còn đủ đâu 12 triệu đâu trời. Cũng cho đại đá cắt rồi. Có đúng là, không? Nói chung là sẽ còn 7-8 triệu thôi. Với gia đình á, với gia đình. À, còn 7-8 triệu thôi. Ừ. Có nhớ cho tiền cho bà bán cái số không? Có cho rồi. Chi bà bán nha rồi. Rồi, nói chung là. Mọi người thấy không? Mình Dũng nó có cái phước. Từ ngày nó bơm cái trái tay, lỗ tay, tài lộc xong bây giờ là không ai ăn tiền của nó nữa.
từ ngày mà đi Thái Lan vô hòm nằm tới giờ sống lại. Tao nói sống lại dễ sợ lắm luôn. Lọc về là lọc liền vậy đó trời ơi, lọc lá quá trời. Như thế không? Rõ ràng không? Rõ ràng. Có tài có lộc mà ăn mà người ta cho đó, luôn mà. Đó, trời ơi, đừng luôn ăn mà đãi luôn á. Tốt tốt tầm. Thấy không? Trúng số. Mọi người đi qua bên Thái Lan là có tài mà luôn. Tất cả các khách các nước vùng miền sẽ về đây đổ xô ăn. Phải công nhận rau xít ở đây rất là ngon. Rất là ngon luôn. Ngon, ngon. Không có nói dở, ngon. Rất ngon. Ngon hả chị ha? Ngon lắm. Rồi thôi bây giờ ba chị em anh mình... em đi chúng ta cùng qua đời cha. Mong sao tiếng cười đem đến tiếng chú mỗi nhà. Cười lên đi. Cười lên đi để cho nó vui. Cười lên cho nó vui. Cùng cười lên nhé. À ha. Cho đời em vui. Vui quá quý vị ơi, vui quá.